Chào bạn nhé, cho mình hỏi hai bạn đã có người yêu chưa? Mình chưa. Còn bạn? Chúc mừng hai bạn nhé, hai bạn đã trở thành một cặp đấy. Bạn nam thể hiện tình cảm với bạn nữ nào? Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Điểm mạnh của bạn là gì để có thể giữ được đối phương bên mình? Em 20 xăng. Còn bạn? Mình cũng thế. Có phải là em thích anh vì nhiều khoản anh tài đúng không? Em thích nhất là tài khoản anh nhiều. Mình giữ nhau thật chặt nhé. Ban ngày em thường làm gì? Ban ngày ôm việc, tối về ôm anh. I'm in love with your body. Chúng mình sẽ làm gì nếu một ngày anh và em chán nhau? Làm nháy. Thế các bạn làm mấy nháy? Làm 3 nháy. Em có muốn ngồi ghế không? Em muốn ngồi vào lòng anh. Anh thích loại da cầm nào nhất? Da cầm tay em. Bạn là nhất. Anh có biết tại sao anh chưa quên đi cũ không? Anh không nhớ người yêu cũ. Thôi. Anh nghĩ sao về con gái ngực lép? Con gái ngực lép cũng giống như chiếc tivi vậy. Càng mỏng thì càng đắt. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Anh có nuôi heo đất không? Mẹ mua cho anh heo đất. Tiền anh đem cất sau này cưới em. Mình giữ nhau thật chặt nhé. Giờ này em gặp anh hơi thừa và ít nhỉ. Nhưng nó tạo cho anh cảm giác ưa và thích. I'm in love with your body. Trái tim em là nhà tù thì sao? Anh nguyện bị kết án chung thân. Thỉnh thoảng anh có nhớ em không? Anh thường xuyên thỉnh thoảng. Anh yêu em như nào? Anh không yêu em 3000 vì đấy là endgame. Anh yêu em 2931. Còn 69 mình để đêm. Anh thích sữa không? Anh yêu sữa vì sữa là em yêu. Anh sợ gì nhất? Anh sợ vợ nhất. Anh muốn đổi em để lấy ai khác? Anh sẽ không đổi em để lấy ai khác. Anh đổi thế. Mày đừng có bốc quét. Lan có siêu năng lực gì không? Siêu thích anh. Hôm nay em muốn ăn gì nào? Ăn anh. Em có thích ăn đồ đắng không? Em không thích ăn đồ đắng bởi vì em thích ăn đằng đó. I'm in love with your body. Mọi người thường gọi em là nít danh à? Thật ra em nít anh. Mình giữ nhau thật chặt nhé. Thần chú. Chú tư. Tư tình. Tình yêu. Yêu cậu. Nó ở cái tầm chất. Lợn nái. Nái xe. Sa mạc. Mạc bục. Mạc bục là gì? Mạc bục là MacBook nhưng mà là tiếng Nghệ An. Than ôi. Ôi bạn ơi, sức đề kháng bạn yếu là do bạn không chơi đồ đấy. Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Anh ơi. Ơi em. Em yêu. Yêu ai? Yêu anh. Đúng là con trai của tao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.